quý vị ở bên dưới hãy giơ những chiếc điện thoại lên và hãy vỗ tay theo rồi nào quý vị ơi. Vâng, và sau màn áo dài hôm nay sẽ là những tràng pháo hoa ở phía ngoài cổng sân khấu chúng tôi để chúc mừng xuân năm mới 2020. Vâng, với bất thiết là áo dài
sang trọng với hai tông màu, đó là màu xanh và màu gạch. Nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào mình nhớ. Vâng, với chiếc áo dài màu xanh màu của hòa bình, màu của sự vươn lên, với một khát vọng và một khát khao rất lớn của năm mới. Ngoài đê diều tắm gió. Vâng, quý vị ơi, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Chúng ta đang được chiêm ngưỡng một áo dài màu đỏ chưa sóng, như là một sắc xuân và như là một may mắn để gửi đến tất cả quý vị. Anh cho em mùa xuân trên nô đô hát trời, niềm yêu đời tôi phơi. Bàn tay hương sương mòn, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Và cái tối đó là một áo dài với những bông hoa sen, biểu tượng của quê hương Việt Nam ta yêu. Vâng, như quý vị được biết rằng là hoa sen thì được với tất cả các bạn bè Nam Châu được biết đến, đó là một bông hoa rất đẹp mà bởi chỉ có tại quê hương Việt Nam mà thôi. Đất mẹ gầy có núi. Vâng, với một hình tiết đang xen giữa màu trắng và màu vàng, màu của hoa mai với những con chim công rất đặc biệt. Trong suốt vang chuông chùa, trăng sáng soi lấp dừa. Con sông dài mây nhanh và trắng bờ. Vâng, đây có thể nói là một chiếc áo dài rất là giản dị nhưng chứa chan và tình cảm đầy của người phụ nữ Việt Nam. Bàn tay hương sương ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vàng. Vâng, như quý vị đang thấy đây là một áo dài với những cây tre. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyên, sông nắng vàng ban mai. Vâng, những cây tre đó là nói lên sự vươn lên của bà con cộng đồng của người Việt tại Đắk Lắk. Anh cho em mùa xuân, anh cho em mùa xuân. Vâng, có thể nói đây là một chiếc áo dài có những hoa tiết, hoa văn được nhà thiết kế rất là kỳ công. Vâng, như quý vị đang thấy đây là một chiếc áo dài rất ấn tượng với những bông hoa màu vàng và đang xem những bông hoa màu vàng đó là những bông hoa màu đỏ. Rất tuyệt vời, những dáng đi rất duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam đang hiện diện trên sân khấu của chúng tôi. Và xin mời những tà áo dài tiếp tục nhau đón thêm mùa xuân, đi xuống thế giới để ra mắt với toàn quý vị. Xuân dù thay đôi biết bao lần, xin cánh nguyện kết chặt vinh cánh lòng những băng khoăn, năm nay chắc bao la nguồn yêu mới.
rất là xinh xắn và đáng yêu, tạo nên một sắc xuân đầu xuân năm mới.